Xin chào các em. Trong tiết học này cô hướng dẫn các em chúng ta tìm hiểu bài 4 biểu đồ cột kép. Chúng ta theo dõi nội dung của phần khám phá. Hãy lập bảng thống kê tương ứng với biểu đồ ở hình 1. Thì từ cái biểu đồ hình 1 chúng ta lập được cái bảng thống kê tương ứng. Gồm có hai hàng, hàng thứ nhất là năm và bảng hàng thứ hai là dân số qua các năm. Theo em thì có nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu ở hình 1 hay không? Tại sao? Câu trả lời là chúng ta không nên dùng biểu đồ tranh để biểu diễn số liệu ở hình 1 vì các lý do sau. Thứ nhất là số liệu có đơn vị quá lớn. Thứ hai là các số liệu có đuôi là các số lẻ không đều nhau, nên dùng biểu tượng để biểu diễn sẽ nhiều và tốn thời gian, khó thực hiện. Vậy thì các em ghi phần số 1 là ôn tập biểu đồ cột. Rồi, các em theo dõi bảng số liệu sau đây. Bảng số liệu này có nội dung là các con vật được nuôi của học sinh tổ 3. Từ bảng số liệu này, chúng ta có biểu đồ cột sau đây. Ta sang phần số 2, đọc biểu đồ cột. Quan sát biểu đồ ở hình 2, em hãy cho biết chiều cao của cột hình chữ nhật biểu diễn các thông tin gì? Câu trả lời đó là chiều cao của biểu đồ cột thể hiện số lượng mỗi loại vật nuôi được yêu thích của học sinh tổ 3. Vậy thì chúng ta sẽ ghi cho cô một cái ý là khi đọc biểu đồ cột, ta nhìn theo một trục để đọc danh sách các đối tượng thống kê và nhìn theo trục còn lại để đọc số liệu thống kê tương ứng với các đối tượng đó. Cần lưu ý thang đo của trục số liệu khi đọc các số liệu. Ví dụ 2 cho biểu đồ cột. Biểu đồ cột này có nội dung đó là môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 6A. Gồm các môn bóng đá, cầu lông, bóng bàn, đá cầu và bóng rổ. Từ cái biểu đồ trên thì chúng ta có cái bảng thống kê ở bên dưới. Môn bóng đá có 18 học sinh yêu thích. Môn cầu lông thì có 8 học sinh. Môn bóng bàn thì có 2 học sinh. Môn đá cầu thì có 4 học sinh. Và môn bóng rổ thì có 5 học sinh. Các em theo dõi tiếp nội dung của phần vận dụng 1. Biểu đồ cột dưới đây cho biết thông tin về kết quả học lực của học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Quang Trung. Em hãy cho biết học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Quang Trung xếp loại học lực nào là đông nhất. Và câu hỏi thứ hai, trường trung học cơ sở Quang Trung có bao nhiêu học sinh khối 6 có học lực trên trung bình? Vậy chúng ta nhìn vào cái biểu đồ cột này, chúng ta có thể trả lời được cái câu hỏi thứ nhất, đó là số học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Quang Trung xếp lại học lực khá là đông nhất. Và số học sinh giỏi đó là 38 bạn, số học sinh khá là 140 bạn. Do đó trường trung học cơ sở Quang Trung này có số học sinh khối 6 có học lực trên trung bình, đó là 178 bạn. Ta sang phần số 3, đó là vẽ biểu đồ cột. Em theo dõi câu hỏi phần khám phá.
Nếu khối 6 trường trung học cơ sở Quang Trung có 50 học sinh xếp loại học lực giỏi thì biểu đồ cột ở hình 4 được thay đổi như thế nào? Cột học sinh giỏi có chiều cao là 50. Ta có biểu đồ cột hình 4 thay đổi như sau. Vậy thì để vẽ biểu đồ cột, biểu diễn bảng số liệu, các em sẽ thực hiện theo các bước sau. Chúng ta sẽ có 3 bước. Bước 1, vẽ hai trục ngang và dọc vuông góc với nhau. Trục ngang thì ghi danh sách đối tượng thống kê. Trục dọc thì chọn khoảng chia thích hợp với dữ liệu và ghi số ở các vạch chia. Bước 2, tại vị trí các đối tượng trên trục ngang, vẽ những cột hình chữ nhật. Các cột này phải đảm bảo thứ nhất là cách đều nhau, thứ hai là có chiều rộng và thứ ba là có chiều cao thể hiện số liệu của các đối tượng tương ứng với khoảng chia trên trục dọc. Và cuối cùng là bước 3, hoàn thiện biểu đồ. Chúng ta sẽ ghi tên biểu đồ và ghi tên các trục cũng như là ghi số liệu tương ứng trên mỗi cột nếu cần. Ví dụ, cho bảng số liệu chi phí sinh hoạt trong một tháng của gia đình bạn Mai. Em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện chi phí sinh hoạt của gia đình bạn Mai. Từ bảng số liệu đó chúng ta có thể vẽ được cái biểu đồ cột như sau. Thực hành 1. Vẽ biểu đồ cột biểu diễn điểm các môn thi tập trung cuối học kỳ 1. Cuối học kỳ của bạn Lan được cho trong bảng sau. Từ cái bảng số liệu đó thì chúng ta cũng sẽ vẽ được cái biểu đồ cột ha, biểu diễn điểm các môn thi của bạn Lan. Nhìn vào đây là chúng ta biết là điểm ngữ văn là 8 điểm nè, toán là 6 nè, ngoại ngữ là 10. Chúng ta sẽ nhìn vào đây chúng ta nhận xét được là điểm nào là điểm cao, điểm nào là điểm thấp ha. Vận dụng 2. Em hãy nêu một tình huống trong thực tế có thể dùng biểu đồ cột để thể hiện dữ liệu thống kê và hãy vẽ biểu đồ cột đó. Ví dụ như là chiều cao của các bạn trong tổ 2. Thực tính đơn vị là cm ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ vẽ từ cái bảng dữ liệu, chúng ta sẽ vẽ được cái biểu đồ cột thể hiện nội dung ở trong bảng. Đó là chiều cao của các học sinh trong tổ 2. Rồi, tiết học đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào các em.